Thầy là thầy Quốc, dạy bộ môn công nghệ trường trung học cơ sở Bùi Văn An. Thân ái chào các em. Các em, thầy đã cho các con hỏi ôn tập về nhà. Các em đã xong bài chưa? Nếu các em đã xong bài rồi thì hôm nay thầy sẽ giới thiệu cái bài học liên quan đến những câu hỏi chúng ta đã soạn. Đó là bài lắp mạch điện hai công tắc hai cực điều khiển hai đèn. Thứ nhất là phần dụng cụ, vật liệu và thiết bị. Các em hãy nêu tên các dụng cụ. Rồi, các em nghe thầy sửa nha. Hình số 1 là kìm răng, kìm nhọn, kìm cắt, kìm tuốt. Hình số 2 là tua vít. Hình số 3 là dùi tay. Hình số 4 là phích thử bóng. Hình số 5 là bút thử điện. Hình số 6 là thước viết. Hình số 7 là cưa tay. Và hình số 8 là máy khoan. Về vật liệu thiết bị thì các em quan sát hình cho thầy biết tên các vật liệu thiết bị. Rồi các em nghe thầy sửa. Hình số 1 là bảng điện, bảng nhựa. Hình số 2 là công tắc hai cực. Hình số 3 là cầu chì. Hình số 4 là bóng đèn và đuôi đèn. Hình số 5 là vít cắm điện. Hình số 6 là dây dẫn điện. Hình số 7 là bằng keo dây nhám. Như vậy thì chúng ta có bảng dụng cụ như sau. Em xem nha. Thứ nhất về dụng cụ thì kìm nhỏ, kìm răng, kìm mỏ nhọn, kìm tuốt, kìm cắt. Thì mỗi cây, mỗi loại là chúng ta chuẩn bị một cây và còn tốt. Tua vít là chúng ta sử dụng chuẩn bị hai cây là đầu bạc ke. Vít thử điện là một, còn tốt. Thước, kẻ và bút. Thước thì là chúng ta sử dụng thước thẳng, còn bút là bút viết bảng. Cưa là còn một cây, dùi tay hoặc máy khoan một cây. Về vật liệu thiết bị thì dây điện các em mua cho thầy là 5 m, là dây đơn cứng phi 1,2 mm. Ống dây là 1 m, ống chỉ nhật có bề rộng là 2,5 cm. Về bảng điện thì chúng ta mà dùng bảng nhựa là 15 cm x 20 cm. Bảng thực hành thì các em sử dụng bìa lịch hoặc là bảng gỗ, kích thước là 30 cm x 50 cm. Cầu chì thì chúng ta sử dụng hai cái còn tốt. Công tắc hai cực là chúng ta sử dụng hai cái. Vít cắm là một. Bóng đèn là chúng ta sử dụng hai, loại 5W 220V. Đuôi đèn là chúng ta sử dụng hai, là loại đuôi cùng loại đuôi với bóng. Là nếu mà bóng đèn mà chúng ta sử dụng đuôi gài hoặc đuôi vặn thì đuôi đèn cũng phải là loại như vậy. Vít vặn thì chúng ta sử dụng ba loại, loại 1,2 cm, loại 2 cm và loại 2,5 cm. Loại 1,2 cm thì các em mua cho thầy là 10 con. Loại 2 cm thì các em mua cho thầy 4 con. Loại 2,5 cm thì là các em mua cho thầy 4 con. Băng keo và nhĩ nhám. Để thực hành thì chúng ta phải có sơ đồ mạch điện. Thứ nhất chúng ta cùng nhau tìm hiểu về sơ đồ nguyên lý. Đây là sơ đồ nguyên lý của mạch điện chúng ta sẽ thực hành đó các em. Các em quan sát cho thầy biết là mạch điện có mấy nhánh, số phần tử ở mỗi nhánh, cắt mắt, cắt nhánh. Rồi, các em xem trả lời. Mạch điện chúng ta có hai nhánh nha các em. Là nhánh số 1 đây, nhánh số 2 đây. Mỗi nhánh như vậy đều có một cầu chì, một công tắc hai cực và một đèn. Và cách mắt hai nhánh như thế này, các em để ý nè. Hai đầu mỗi nhánh, mỗi đầu đều có nối với dây pha và dây nguội. Như vậy, cách mắt như vậy thì gọi là mắt song song. Đây là sơ đồ nguyên lý của mạch điện hai công tắc hai cực điều khiển hai đèn. Thầy sẽ giải thích lại mối liên hệ giữa các phần tử của mạch. Dây pha nối qua hai cầu chì 1, 2. Cầu chì 1 nối đến công tắc 1, cầu chì 2 nối đến công tắc 2. Công tắc 1 nối đến đèn 1, công tắc 2 nối đến đèn 2. Và dây nguội
nói vào đèn số 1 và đèn số 2. Các em quan sát lại sơ đồ lắp đặt và xem thầy hướng dẫn cho chúng ta vẽ sơ đồ lắp đặt của mạch điện. Đây là sơ đồ nguyên lý. Thứ nhất là dây pha nối vào cầu chì 1 và nối vào cầu chì 2. Như vậy thì khi chúng ta vẽ thì các em xem nha. Chúng ta sẽ vẽ bố trí trước như thế này. Sau đó chúng ta bắt đầu vẽ dây nha. Dây pha nối vào cầu chì 1 và nối vào cầu chì 2. Và ngay vị trí này là có cái mô nối. Rồi, chúng ta quan sát tiếp. Cầu chì 1 nối với công tắc 1, cầu chì 2 nối đến công tắc 2. Như vậy ta vẽ cầu chì 1 nối đến công tắc 1 nè. Cầu chì 2 ta lấy thước ta vẽ nối đến công tắc 2 nè. Rồi, công tắc 1 nối đến đèn 1, công tắc 2 nối đến đèn 2. Như vậy các em sẽ vẽ như sau. Công tắc 1 các em vẽ nối đến đèn số 1. Công tắc 2 các em vẽ dây nối đến đèn số 2. Dây nguội nối vào đèn 1 và đèn 2. Như vậy các em xem cách vẽ. Dây nguội nối vào đèn 1, sau đó nối vào đèn 2 và tại vị trí này là có mối nối rẽ. Như vậy là chúng ta có sơ đồ lắp đặt hoàn chỉnh của mạch điện này như sau. Các em quan sát kỹ và có thể sửa vào trong bài học của mình. Rồi các em hãy quan sát sơ đồ và cho thầy biết là để thực hành lắp đặt mạch điện này thì ta cần phải cắt bao nhiêu đoạn dây và bao nhiêu đoạn ống. Như vậy về ống dây, các em quan sát kích thước trên bảng thì chúng ta sẽ cắt như sau. Chúng ta cắt một đoạn ống ngang có kích thước tổng cộng dài với kích thước trên bảng cho thì là dài 45 cm. Chúng ta cắt 3 đoạn ống dọc. Đoạn ống dọc thứ nhất là dài 12 cm, đoạn ống dọc thứ hai là dài 10 cm và đoạn ống dọc thứ ba là 12,5 cm. Vì sao trên bảng cho kích thước là 10 nhưng mà ở đây lại là 12,5? Vì bề rộng của ống là 2,5 và chúng ta quan sát cái ống dọc số 3 này nè. Nó phải từ vị trí này chạy lên tới tuốt ở phía trên. Cho nên là ở đây là 10 phải cộng thêm 2,5 cho nên mới ra kích thước là 12,5. Rồi về dây, các em quan sát. Chúng ta có dây số 1 từ vị trí này đến vị trí mô nối nè. Dây số 2 từ cầu chì 1 qua cầu chì 2. Như vậy dây số 1 là các em cắt cho thầy là bằng 52 cm. Dây số 2 các em cắt cho thầy là 20 cm. Dây số 3 nối từ cầu chì 1 xuống công tắc 1. Dây số 4 nối từ cầu chì 1 xuống cầu chì 2 xuống công tắc 2. Như vậy hai dây này cũng cắt bằng 20 cm. Dây số 5 thì các em nối từ công tắc 1 qua đèn số 1. Các em cắt cho thầy là 67 cm. Dây số 6 là nối từ công tắc 2 qua đèn số 2. Các em cắt cho thầy là 87 cm. Dây số 7 là em thấy nối từ dây nguội của nguồn đến đèn số 2. Dây này cắt cho thầy là 85 cm. Và dây số 8 là nối rẽ từ dây số 7 xuống đèn số 1. Dây số 8 các em cắt cho thầy là 40 cm. Như vậy thầy đã hướng dẫn xong bài học. Bài giảng của thầy đến đây là kết thúc. Các em xem lại nội dung và điều chỉnh những nội dung còn thiếu sót vào tập công nghệ. Chuẩn bị đầy đủ dụng cụ vật liệu để khi chúng ta vào học chúng ta sẽ thực hành tại lớp. Các em quan sát cách bố trí thầy cho là bảng điện nằm giữa, hai đèn nằm hai bên, rồi vẽ sơ đồ lắp đặt của mạch điện trên vào giấy bài làm. Chúc các em thành công. Hẹn gặp lại các em.